Chào các anh chị, nay tôi trình bày cái thêm bổ sung thêm cái nội dung ôn thi cuối kỳ môn thực hành vi tích phân 2B. Kỳ 2 năm học 2021-2022. Thế thì cái chú ý lớn nhất trong phần này là gì? Chú ý lớn nhất là bỏ các nội dung. Đã thi giữa kỳ. Bỏ các nội dung đã thi giữa kỳ. Như vậy là gồm có ví dụ ví dụ như gì? Tính đạo hàm riêng nè. Đây, các nội dung bỏ đó. Tính đạo hàm riêng. Rồi tính đạo hàm theo hướng. Rồi trị tự do. Điểm rồi mà. Rồi mặt phẳng tiếp xúc. Rồi xấp xỉ tuyến tính. Rồi đạo hàm riêng của hàm hợp. Hàm ẩn. Những cái nội dung này là lớp lưu ý là bỏ nha. Các anh chị lưu ý là bỏ. Lý do là đã thi giữa kỳ rồi. Vấn đề thứ nhất. Ứng dụng của đạo hàm riêng. Ứng dụng của đạo hàm riêng.
Trong phần ứng dụng đàm riêng thì cả lớp thấy những cái nội dung đã thi giữa kỳ, ví dụ như mặt phẳng tiếp xúc, sấp xỉ tuyến tính cũng là các ứng dụng đàm riêng, nhưng mà đã thi giữa kỳ rồi, cho nên là chỉ còn những cái vấn đề còn lại là gì? Là cực trị có điều kiện. Rồi giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. Trên miền đóng và bị chặn. Câu này có trong đề thi năm 2013-2014. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số. Rxy bằng x trừ x bình phương cộng y bình phương. Trong miền omega bằng tập hợp tất cả các điểm có tọa độ xy sao cho x từ 0 tới 2 y từ 0 tới 1 dạ. Bước 1 là ta vẽ cái miền omega. X từ 0 thứ 2, y từ 0 thứ 1. Rồi 4 cm là một đơn vị đi.
cái lớp chú ý là cái miền omega đã cho đó, thì cái cách vẽ là mình vẽ cái hình chữ nhật ha, hay là cái hình chữ nhật. X từ 0 tới 2, Y từ 0 tới 1. Các anh chị dựng đường thẳng song song với trục tung, các trục hoành thời điểm hoành độ bằng 2 nè. Thì dựng đường thẳng song song với trục hoành, các trục tung thời điểm tung độ bằng 1. Hình chữ nhật đây. Chấm chấm thêm cho nó vui. Rồi. Giờ bước 2. Chúng ta xét bên trong miền omega. Bên trong thì cả lớp hình dung sao? Bây giờ cái điều kiện đó là x lớn hơn 0 nhỏ hơn 2. Còn y lớn không nhỏ hơn 1, mình không lấy các cái đầu mút. Nhớ cái lớp. Rồi bây giờ chúng ta tìm điểm dừng của hàm rê bên trong cái miền omega. Viết lại cái hàm rê. X trừ x bình cộng y bình. R phẩy theo x, x đạo hàm bằng 1, x bình đạo hàm là 2x cho bằng 0, y bình là hằng số đạo hàm bằng 0 rồi, đạo hàm của hàm R theo biến y, x trừ x bình là hằng số đạo hàm bằng 0, y bình đạo hàm cả lớp thế là 2y cho bằng 0, tương đương với x bằng 1 phần 2, y bằng 0. Điểm hoành độ là 1 phần 2, tung độ bằng 0. Hoành độ bằng 1 phần 2, tung độ bằng 0. Thì cả lớp thấy là nó không thỏa mãn cái ràng buộc y lớn 0 rồi. À. Loại. Vì không thỏa. Điều kiện. Y lớn không nhỏ một. Mà điều này có nghĩa là bên trong miền omega không có điểm dừng. Nha. Vậy hàm R không có điểm dừng bên trong miền omega. Không có điểm dừng bên trong miền omega. Bước 3. Trên biên của miền omega. Thì cả lớp lưu ý đây chính là cái bước chính của cái bài. Là ý chính của bạn là trọng tâm á, ha, trọng tâm của bạn nằm ở đây. Thế thì các anh chị quay lại cái hình vẽ, quay lại cái hình vẽ, chúng ta thấy
triên biên, tức là cái đường bao xung quanh cái miền omega. Thì cả lớp thấy là thứ nhất là cạnh OA nè, đặt A là điểm, hoành độ là 2, tung độ là 0. Rồi tiếp theo đặt tan điểm này là B, tan điểm này là C. Thì chúng ta đi tìm các điểm dừng trên biên thì cả lớp lưu ý nó có hai loại. Loại thứ nhất chính là bốn đỉnh, các cái đỉnh của miền omega. Trong cái bài của mình ở đây là miền omega là hình chữ nhật, cho nên chúng ta thấy có bốn đỉnh ha. Loại điểm dừng thứ nhất, chính là bốn đỉnh của miền omega. Bốn đỉnh miền omega như các chị thấy trên hình vẽ đó, đỉnh O tọa độ 0,0, đỉnh A tọa độ là 2,0, đỉnh B tọa độ là 2,1, đỉnh C tọa độ là 0,1. Đó là loại điểm dừng thứ nhất, chính là các đỉnh của miền ràng buộc. Bây giờ loại điểm dừng thứ hai là bên trong của từng cạnh. Loại điểm dừng thứ hai, bên trong từng cạnh. Cạnh OA, các anh chị thấy phương trình của cạnh OA là trục hoành mà, phương trình là y bằng 0 à. Nhưng mà rõ ràng là ứng với x từ 0 tới 2, cả lớp lưu ý là hai cái độ múc mình đã lấy rồi, mình đã nêu nãy loại 1 đó. Loại 1 là điểm dừng thứ nhất là các cái đỉnh, đỉnh O lấy rồi, đỉnh A lấy rồi, cho nên bây giờ mình không có lấy đỉnh O với đỉnh A nữa mà lấy bên trong cạnh OA thôi. Bên trong nghĩa là x lớn 0 và nhỏ hơn 2. Thế thì mình thế vào hàm rê cả lớp. Hàm rê theo đề bài là x trừ x bình rồi cộng y bình. Thế bây giờ cả lớp thấy là mình thế y bằng 0 vô, thế y bằng 0 vô, như vậy là còn x trừ x bình cộng với 0 bình là bằng x trừ x bình. À, là tôi đặt cái hàm đó là hàm hx đi. Thế thì h phải x, cả lớp thấy là 1 trừ 2x, cho h phải này bằng 0. Rõ ràng là x bằng 1/2. Câu hỏi đặt ra là 1/2 nhận không? Rõ ràng chúng ta thấy nhận là vì nó thỏa điều kiện lớn 0 nhỏ hơn 2 nè. Vì thỏa điều kiện lớn 0 nhỏ hơn 2. Như vậy là trên cạnh OA chúng ta có một điểm dừng ha. Vậy hàm rê có một điểm dừng bên trong cạnh OA. Là điểm đặt tên là M1 đi. Hoành độ cả lớp thấy là, anh chị thấy là 1/2, tung độ là 0. Thì về mặt trực quan,
1/2 là khoảng nãy mình đặt một đơn vị là 4 cm, như vậy là 1/2 là 2 cm. Đây là điểm M1. Rồi. Đây là chúng ta xử lý xong cái cạnh thứ nhất. Rồi tiếp theo. Cạnh AB. Cạnh AB như cả lớp thấy là cái phương trình của nó là gì cả lớp ha? Là x bằng 2. Tức là phương trình của đường thẳng song song với trục tung, các trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2 thì phương trình của nó là x bằng 2. Nhưng mà bên trong cạnh OA thì cả lớp thấy là những điểm đó có tung độ là nhỏ hơn 1. Lớn không nhỏ hơn 1. Để cho ra nha. Khó nha. Rồi. Hàm rê xy là x trừ x bình cộng y bình. X trừ x bình cộng y bình. Bây giờ thế x bằng 2 vào. 2 trừ 2 bình cộng y bình. Và cả lớp thấy là y bình phương trừ 2. Tức là 2 trừ 4 là trừ 2. Và đặt tên cho cái hàm này là hàm KY. K thay biến y. K phải theo y. Các anh chị thấy là y bình đạo hàm bằng 2y. Còn trừ 2 đạo hàm bằng 0 rồi. Ta cho K phải này bằng 0. Y bằng 0 tương đương với y bằng 0. Cả lớp thấy là rõ ràng nó không thỏa mãn cái điều kiện là lớn không nhỏ hơn 1, cho nên mình loại vì không thỏa. Điều kiện y lớn không nhỏ hơn 1. Cả lớp lưu ý là đây chỉ là một cách trình bày bài thôi nha cả lớp. Vậy là cũng nhấn mạnh thêm. Vậy hàm D không có điểm dừng. Bên trong cạnh AB. Không có điểm dừng bên trong cạnh AB. Và cạnh BC. Bên trong cạnh BC. Cạnh BC thì các anh chị thấy là phương trình là y bằng 1. Nhưng mà ứng với x cũng đi từ 0 tới 2. Hàm rê của mình. X trừ x bình cộng y bình. X trừ x bình cộng 1 bình. Như vậy là x trừ x bình cộng 1. À, tôi đặt cái hàm này là gì nhỉ? H1 ấy. Rồi. Bây giờ hàm H1x lấy đạo hàm. X đạo hàm bằng 1 trừ x bình đạo hàm bằng trừ 2x. Rồi 1 đạo hàm bằng 0. Giờ cho hàm H1 này đạo hàm này bằng 0. Các anh chị được 1 trừ 2x bằng 0. Như vậy ứng với x bằng 1/2. Và các anh chị thấy rõ ràng là giá trị x này thỏa mãn điều kiện là lớn không nhỏ hơn 2, cho nên rõ ràng là nhận ha.
vì thỏa điều kiện. X lớn không nhận ha. Chúng ta kết luận cho cái cạnh này. Vậy hàm rê có một điểm dừng bên trong cạnh BC là điểm M2, hoành độ là 1/2. Nhưng mà cả lớp lưu ý tung độ chính là y bằng 1 nè nha cả lớp. Điểm M2 nằm ở đâu? Hoành độ là 1/2, tung độ là 1. Này, điểm này đặt tên là M2. Cả lớp hình dung bên trong cạnh AB không có điểm dừng nào, bên trong cạnh BC thì có điểm M2. Và cuối cùng chúng ta tìm các điểm dừng nếu có của hàm rê bên trong cạnh OC. Có bao nhiêu cạnh thì có chung là cái biên có bao nhiêu đoạn đường biên thì chúng ta tìm điểm dừng trên từng đoạn đường biên một. Cạnh OC. Phương trình là x bằng 0, phương trình trục tung mà. Và cả lớp lưu ý là ứng với y lớn không nhỏ hơn 1. Thì hàm rê x trừ x bình cộng y bình. Cả lớp thấy là chỗ nào có x mình thay bởi số 0. Rồi cả lớp thấy là các anh chị thấy là được y bình. Và đặt cái hàm này hàm K1 thay biến y đi. K1 lấy đạo hàm thay biến y. Rõ ràng là 2y. Cho đạo hàm này bằng 0. Các anh chị thấy là được 2y bằng 0. Rõ ràng ứng với y bằng 0. Chúng ta thấy loại. Bởi vì không thỏa mãn cái điều kiện là lớn không nhỏ hơn 1 nè. Vì không thỏa điều kiện. Cho thêm tim mực cho cái bút đen. Như vậy điều này có nghĩa là gì? Vậy hàm rê không có điểm dừng bên trong cạnh OC. Trong cạnh OC là không có điểm dừng nào. Rồi, như vậy cuối cùng các anh chị thấy gom lại là mình có cái gì? Tóm lại
Tóm lại chúng ta có 6 điểm dừng tổng cộng ha. Có 6 điểm dừng trên biên của miền Omega, gồm có 4 đỉnh và đồng thời 2 điểm dừng M1, M2 biên trong của hai cạnh OA và BC nữa. Như vậy là có 6 điểm dừng. Trên biên của Omega. Còn dĩ nhiên bên trong Omega thì không có điểm dừng nào luôn rồi. Bây giờ chúng ta tính giá trị của rê tại các cái điểm dừng đó. Dĩ nhiên chúng ta để ý là rê xy là bằng x trừ x bình cộng y bình. Bởi vậy cho nên rê tại điểm O, tức là rê tại 0,0, rõ ràng bằng 0. Rê tại A, tức là giá trị của rê tại 2,0. Thấy x bằng 2, y bằng 0. Cả lớp dễ thấy là 2 trừ 4 là trừ 2. Rê tại điểm B, tức là giá trị của rê tại x bằng 2, y bằng 1. Thấy x bằng 2, y bằng 1, dễ thấy là trừ 2 cộng với 1 là trừ 1. Giá trị của hàm rê tại C, tức là giá trị của rê tại x bằng 0, y bằng 1. Thấy x bằng 0, y bằng 1 qua đây dễ thấy là 1. Giá trị của rê tại M1, nghĩa là giá trị của hàm rê tại x bằng 1/2, y bằng 0. 1/2 mà trừ đi 1/2 bình là 1/4. Rồi cộng với 0 bình cả lớp dễ thấy là còn 1/4. Giá trị của rê tại M2, thay x bởi 1/2, y bởi số 1. 1/2 trừ 1/4 là còn 1/4. 1/4 cộng với 1 bằng 5 chia 4. Và cả lớp thấy là bây giờ mình, các anh chị thấy rằng là bây giờ mình so sánh giá trị của hàm rê tại 6 điểm dừng bên trên, 6 giá trị bên trên, 0, trừ 2, trừ 1, 1, 1/4, 5/4. Rõ ràng chúng ta thấy số lớn nhất là 5/4 ha. Kết luận mắt của RXY, XY thuộc Omega. Các anh chị thấy là số lớn nhất trong tất cả các số trên là 5/4 và đạt được tại x bằng 1/2, y bằng 1, tức là bằng rê tại 1/2, 1. Còn giá trị nhỏ nhất min của rê xy, xy thuộc miền Omega, giá trị nhỏ nhất trong số nhỏ nhất trong tất cả các số trên, các anh chị thấy là trừ 2 và rõ ràng là đạt được tại x bằng 2, y bằng 0. Làm dấu kết thúc bài toán. Dạng bài này cả lớp thấy cũng dài dòng đó. Và cái nội dung này thì cả lớp lưu ý là chưa có thi giữa kỳ, nên là có thể họ hỏi cuối kỳ. Bài 2.
có trong đề thi 2012 2013. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, rồi cứ tách các giá trị lớn nhất, nhỏ nhất ha, của hàm số. Tôi viết nguyên văn cái đề bài đề thi 3x bình trừ xy cộng y bình trên bì, tự nhiên để cái dấu chấm phẩy kỳ, thật ra là viết liên tục, viết tiếp trên miền D. Tập hợp tất cả các điểm có tọa độ xy sao cho hai nhân với trị tuyệt đối của x cộng với trị tuyệt đối của y nhân bằng 1. Bài này khó nha cả lớp. Nhớ năm 2012-2013 cái câu này thì đa số làm được. Vẽ đây, vẽ mình đây. Thì cả lớp lưu ý là vấn đề đặt ra là mình phải vẽ cái đường hai nhân với trị tuyệt đối của x cộng với trị tuyệt đối của y bằng 1. Vẽ cái đường. Thì cả lớp hình dung trường hợp 1. X không âm và y không âm. Thì rõ ràng cái phương trình 1 ở trên trở thành 2x cộng y bằng 1. À, cái hình là chúng ta vẽ sẽ vẽ riêng một tờ giấy ha. Riêng tờ giấy. Riêng đây. Cả lớp thấy cho x bằng 0 thì y bằng 1. Như vậy là 1 mình lấy bao nhiêu cm? Sáu đi. 6 cm, 2, 6, 1. Để cho y bằng 0 thì x bằng 1 phần 2. 3 cm đi. Đó là chính là cái hình vẽ của trường hợp 1. X và y đều không âm thì phương trình đã cho
trở thành 2x cộng y bằng 1 và đồ thị là đoạn thẳng như hình vẽ. Hoàn toàn tương tự như vậy cả lớp. Trường hợp 2. Hợp nào trước cũng được. X lớn bằng 0. Y bán bằng 0. Thì phương trình 1 rõ ràng trở thành 2x trừ y bằng 1. Đồng ý không? Vì trị tuyệt đối y bây giờ là bằng trừ y mà. Giờ vẽ cái hình của cái đoạn thẳng đó. Cho x bằng 0 thì y bằng trừ 1. Trừ 1 đây. Và cho y bằng 0 thì x bằng 1 phần 2. Đây là 2x trừ y bằng 1. Ở đây là 2x cộng y bằng 1. O x y. Trường hợp 3. X nhỏ bằng 0, y lớn bằng 0. Phương trình 1 rõ ràng trở thành là trừ 2x cộng y bằng 1. Để vẽ đoạn thẳng này. Các anh chị thấy cho x bằng 0 thì y bằng 1. Rồi cho y bằng 0 thì cho y bằng 0. X bằng trừ 1 phần 2. Trừ 1 phần 2 này. Với 2 điểm nữa là đồ thị là đoạn thẳng này này. Đây là đoạn thẳng có phương trình trừ 2x cộng y bằng 1. Trường hợp cuối. X bán bằng 0, y bán bằng 0. Phương trình 1 bây giờ trở thành trừ 2x trừ y bằng 1. Và các anh chị thấy để vẽ thì cho x bằng 0 thì y dễ thấy là bằng trừ 1. Mà cho y bằng 0 thì rõ ràng x bằng trừ 1 phần 2. Và như vậy đồ thị chính là đoạn thẳng nối 2 điểm trừ 1 phần 2 0 và 0 trừ 1. Trừ 2x trừ y bằng 1. Và như vậy cái miền D là tập hợp tất cả các điểm có tọa độ x y sao cho 2 nhân với trị tuyệt đối của x cộng với trị tuyệt đối của y bán bằng 1, thì chính là tất cả các điểm bên trong cái hình bình thành. Thật ra nó là hình thoi này nè. Chú ở đây ghi chú, đây là miền đen. Hình vẽ đây riêng.
Bây giờ bước 2, mình đi tìm các điểm dừng bên trong miền đây. Bên trong miền D tức là nó phải thỏa điều kiện là 2 nhân với trị tuyệt đối của x cộng với trị tuyệt đối của y phải nhỏ hơn chẳng hạn 1, dấu bằng không có xảy ra. Và các chị để ý cái hàm z là 3x bình trừ xy cộng với y bình. Hàm z bằng 3x bình trừ xy cộng với y bình phương. Đây. Tính đạo hàm riêng của hàm z theo biến x, 3x bình đạo hàm bằng 6x trừ xy lấy đạo riêng theo x là trừ y, còn y bình đạo hàm bằng 0 rồi, cho bằng 0. Z phải theo y, 3x bình đạo hàm bằng 0 trừ xy lấy đạo riêng theo y rõ ràng là trừ x, rồi y bình đạo hàm là 2y cho bằng 0. Hệ này dễ thấy là ví dụ từ phương trình đầu suy ra y theo x đi, y bằng 6x. Thế vô phương trình 2 đi, trừ x cộng 2y là cộng 12x cho bằng 0. Rõ ràng là x bằng 0, và như vậy là y cũng bằng. À, các anh chị thấy rằng là mình nhận bởi vì có hai cách nói. Một là mình thấy là cái điểm 0,0 chính là góc tọa độ này bên trong miền D. Còn cách nói thứ hai mình nói là thế vô cái điều kiện này mình thấy là thỏa nè, nhận vì thỏa điều kiện. Chúng ta thấy là 2 nhân với trị tuyệt đối của 0 cộng với trị tuyệt đối của y là 0 luôn, rõ ràng bằng 0 nhỏ 1. Vậy hàm z có một điểm dừng bên trong miền D. Chính là điểm O tọa độ 0,0. Đó là bên trong cái miền D. Dùng hôm nay có vẻ cũng dài. Bước số 3. Trên biên của miền D. Biên của miền D. Mình đặt tên gì về nói cả lớp. Tên A đi. B và tên D rồi sao ta? C. Để ý là lợi điểm dừng thứ nhất là có 4 đỉnh. Đỉnh A hoành độ là 1/2, tung độ là 0. Đỉnh B hoành độ là 0, tung độ bằng 1. Đỉnh C hoành độ là trừ 1/2, tung độ bằng 0. Và đỉnh E hoành độ là 0, tung độ bằng trừ 1. Các bạn lưu ý ha. Loại thứ hai, mình xét tìm các điểm dừng bên trong của từng cạnh. Bên trong từng cạnh.
cạnh nào trước cũng được cả lớp. Cạnh AB trước đi. AB. Cạnh AB như hình vẽ các anh chị thấy là như đã ghi chú đó, phương trình là 2x cộng y bằng 1. Tương đương với giả tính y theo x đi, y là 1 trừ 2x. Và cả lớp lưu ý là cạnh AB như hình vẽ thì x ứng với x từ 0 đến 1/2, không lấy hai đầu mút ha. X lớn 0 nhỏ 1/2. Chú ý chỗ điều kiện nha. Chú ý. Vậy thì cái hàm Z theo đề bài là 3x bình trừ xy cộng y bình, thấy chưa? 3x bình trừ x nhân với 1 trừ 2x cộng y bình là cộng với 1 trừ 2x đem bình phương. Ba x bình cộng 2x bình là 5x bình, 5x bình cộng 4x bình là 9x bình, trừ x nhân với trừ 2x là 2x bình, trừ 2x đem bình là 4x bình, 4 với 5 là 9x bình, trừ x ở đây là trừ 4 nữa là trừ 5x, rồi cộng 1. Đặt hàm này là hàm gx này. Thì cả lớp thấy r phải là 18x trừ 5, 9x bình đạo hàm là trừ là 18x trừ 5x đạo hàm là trừ 5, còn 1 đạo hàm bằng 0 rồi, cho r phải này bằng 0 đi. Rõ ràng các chị thấy là x là bằng 5 chia 18. 5 chia 18 thì rõ ràng là nó thuộc cái khoảng 0/2. 1/2 là 9/18 lần mà. Như vậy điều này có nghĩa là nhận nhận cái giá trị x. Như vậy bên trong cạnh AB các anh chị có một điểm dừng. Z có một điểm dừng. Bên trong cạnh AB đặt tên là điểm M1 đi. Khoảng độ là 5 chia 18. Tung độ thì tính y theo x. Một trừ đi 2 nhân với 5/18 là 1 trừ đi 5/9 là 4/9. Điểm dừng ngày M1 thì cả lớp hình dung, các anh chị hình dung nó như thế nào? Hoành độ là 5/18, 9/18, 18. Tương đối hả cả lớp, tương đối. Đây này.
cái thứ hai. Cạnh BC. BC như hình vẽ cả lớp. BC thì các anh chị thấy là phương trình là trừ 2x cộng y bằng 1. Giờ nếu viết y theo x là y bằng 1 cộng 2x. Thì cả lớp thấy là cái cạnh BC rõ ràng ứng với x từ trừ 1 phần 2 tới 0. À, cũng nhắc anh chị là để ý cái điều kiện này nha. Chú ý. Này khó. Thế cũng thế vô hàm ban đầu. 3x bình trừ xy cộng y bình. 3x bình phương trừ x nhân với 1 cộng 2x. Rồi cộng với 1 cộng 2x đem bình phương. Ba x bình trừ 2 x bình còn x bình với 4 x bình là 5 x bình trừ x ở đây 4 x là còn cộng 3 x cộng 1. Và tôi đặt hàm này là hàm hx đi. Lấy đạo hàm của hàm h là 10x cộng 3. Cho đạo hàm của hàm h bằng 0 thì các anh chị thấy là x là bằng trừ 3 chia 10. Trừ 3 chia 10. 3 chia 10 thì nó trừ 0,3 thì lớn hơn trừ 1 phần 2 là trừ 5 chia 10, là rõ ràng thuộc cái khoảng trừ 1 phần 2 đến 0, tức là thỏa điều kiện. Hai chấm là mình nhận. Mình nhận giá trị x này, điều này có nghĩa là bên trong cạnh BC hàm Z có một điểm dừng. Vậy hàm Z có một điểm dừng. Bên trong cạnh BC là điểm M2, tên là M2 đi, hoành độ là trừ 3 chia 10, tung độ là 1 cộng 2x, 1 trừ đi 3 phần 5, 1 là 5 phần 5 trừ 3 phần 5 là 2 phần 5. Thì một cách tương đối, một cách tương đối trừ 3 phần 10. Tương đối tương đối ha. Sai sót gì không biết. Bên trong cạnh CE. Cạnh CE thì các anh chị thấy là phương trình là trừ 2x trừ y bằng 1. Tôi viết lại là y sẽ bằng trừ 2x trừ 1. Và cạnh CE thì rõ ràng ứng với x từ trừ 1 phần 2 đến 0. Cái hàm của mình ban đầu Z là bằng 3x bình trừ xy cộng y bình. 3x bình phương trừ x nhân với y thay bởi trừ 2x trừ 1
cộng với y bình thay với trừ 2x trừ 1 đem bình phương. 3x bình với 2x bình là 5x bình, với 4x bình là 9x bình. Ở đây là cộng x với 4x là 5x. Cộng 1. Đặt hàm này là R1X đi. Đào hàm có hàm R1 18X cộng 5. Cho đào hàm này bằng 0. Chị thấy là X bằng trừ 5 chia 18. Trừ 5 chia 18 thì lớn hơn trừ 9 chia 18, tức là nó thuộc cái khoảng từ trừ 1 phần 2 đến 0. Tôi là nhận cái giá trị x này. Vậy hàm z có một điểm dừng. Bên trong cạnh CE là điểm, đặt tên là điểm M3 đi. Hoành độ là trừ 5 chia 18. Tung độ là trừ 2x trừ 1. Trừ 2x là 5 chia 9 trừ 1. Trừ 4 chia 9. Thì M3 các chị hình dung tương đối. Tương đối đâu đây? Tương đối. Và cuối cùng chúng ta đi tìm điểm dừng bên trong cạnh AE. Cạnh AE thì các anh chị thấy phương trình là 2x trừ y bằng 1. Tôi viết lại là y bằng 2x trừ 1. Và ứng với x từ 0 đến 1 phần 2. Hàm z là bằng 3x bình trừ x y cộng với y bình phương. 3x bình trừ x nhân với 2x trừ 1 cộng với 2x trừ 1 đem bình phương. 3x bình trừ 2x bình là x bình cộng với 4x bình bằng 5x bình. Cộng x trừ 4x là trừ 3x. Rồi cộng 1 bằng cộng 1. Hôm nay tôi đặt là H1x. Đào hàm của hàm H1 rõ ràng là 10x trừ 3. Cho đào hàm này bằng 0. Rõ ràng x là bằng 3 chia 10. Và rõ ràng là thuộc cái khoảng 0 đến 1 phần 2. Cho nên là nhận cái nghiệm x bằng 3 chia 10. Khi nhận không, không biết nhận cái gì. Vậy hàm z có một điểm dừng.
bên trong. Cạnh AE là điểm đặt tên là M4 đi. Hoành độ là 3/10. Tung độ là 2x-1. Tung độ các anh chị thấy là 2x-1. 2x là 2 nhân với 3/10 là 3/5-1. 3/5-1 là -5/5 là -2/5. 2/5. Cách tương đối điểm M4 đâu này. Tương đối. Và như vậy cái việc tìm tất cả các điểm dừng bên trên biên là đã xong. Và như vậy chúng ta thấy trên toàn bộ cái miệng D bên trong lẫn trên biên thì tổng cộng là 9 điểm dừng. Tóm lại hàm Z có 9 điểm dừng. Trên miệng D dĩ nhiên bên trong lẫn trên biên. Hàm ZXY viết lại cái hàm là 3X bình trừ XY cộng Y bình. Cho nên Z tại điểm O, Z tại 0,0 rõ ràng bằng 0. Z tại A, Z tại 1/2 0, Y bằng 0 và X bằng 1/2, như vậy là 3/4. Z tại B tức là Z tại 0,1, X bằng 0, Y bằng 1, rõ ràng là 1. Z tại C là Z tại -1/2 0, X bằng -1/2, Y bằng 0, Y bằng 0, X bằng -1/2, như vậy là bằng 3/4. Z tại E tức là giá trị của hàm Z tại hành độ, độ là 0, tung độ là -1 bằng 1. Và Z tại M1 nhớ xem lại. M1 là 5/18, 4/9. Mọi người mấy cái xeo. Ôi, khó vậy.
chia 36. Sai sót thì không biết. Z thêm 32. Đâu có nhớ. Trừ 3/10. Rồi 295. Bình trừ y, trừ đi trừ là cộng luôn chứ rồi. Cộng y bình. Chia 20. Z tầm 13. Và là 5 chia 18, trừ 5 chia 18. Rồi trừ 4 chia 9. Bằng ZM1 luôn. À, cuối cùng là ZM4. M4 là 3. 3 chia 10. Trừ 2 chia 5. Cũng bằng luôn. Bằng ZM2 luôn. Chia 20. Vậy từ 9 giá trị trên thì bài dài các anh chị ta dài nhận. Không đủ lắc với xong. Về mắt của ZXY với XY thuộc miền đề. Số lớn nhất 1 lớn bằng 4, 11 chia 36, 11 chia 20, đang là 1 rồi. Bằng 1 và bằng Z tại 01. Bằng Z tại 0-1. Còn số nhỏ nhất không ha, không chết tại không không sai sót gì thì các anh chị báo tôi biết.
ha. Ứng dụng của tích phân kép. Môn thực hành vi tích phân 2B mà chúng ta để ý nhiều hơn việc ứng dụng. Thì chúng ta có một vài cái chú ý. Thứ nhất là diện tích miền D. Là bằng tích phân kép đi miền D của 1DA. Thể tích hình trụ cong ta biết rằng là thể tích của cái hình trụ có mặt phía trên là mặt cong S, có phương trình là Z bằng Fxy và đáy dưới là miệng D. Trụ cong omega. Thế thì chúng ta để ý là V của omega sẽ bằng tích phân kép đi miệng D của Fxy. Yeah. Đề thứ ba. Thể tích vật thể mà giới hạn bởi hai mặt cong. Thì chúng ta để ý nhớ lại trong trường hợp hàm một biến là nếu mà phần hình phẳng mà nằm giữa hai đường cong y bằng rf và y bằng fx hai đường cong này cắt nhau tại hai điểm AB. Điểm A có hoành độ là A nhỏ và điểm B có hoành độ là B nhỏ. Thì các anh chị biết rằng là diện tích của hình phẳng này được tính bằng tích phân từ A đến B. Thì chúng ta lấy cái phương trình của đường cong phía trên, dĩ nhiên một cách tổng quát là trị tuyệt đối với F trừ R. Để. Nhưng mà cụ thể hơn
phân từ A đến B. Ta lấy phương trình của đường cong nằm phía trên đó là F trừ trương phương trình đường cong nằm phía dưới là R. Đó là trường hợp hàm một biến. Cho trường hợp hàm hai biến hai biến vậy sao nó khó vậy ta? Tương đối nhà cái lớp khó quá. Công nằm phía dưới này, giả sử phương trình là z bằng y, còn phía trên z bằng fx y. Đem vật thể này chiếu vuông góc xuống miền xuống mặt phẳng OXY để cái miền đen. Thế thì thể tích của vật thể này sẽ được tính bởi công thức là tích phân kép trên miền D. Các chị lấy cái mặt cong nằm phía trên là F trừ mặt cong phía dưới là R. Để các ứng dụng của tích phân kép để ý các trường hợp đó ha. Ở đây là tầm thường, trường hợp đơn giản, trường hợp phức tạp. Bài 1 có trong đề thi năm 17-18. Tính thể tích khối rắn. Nằm dưới miền mặt cong z bằng 18 trừ 2x bình trừ 2y bình. Và nằm trên mặt phẳng OXY. Đây là
đề thi, đây là câu có trong đề thi năm 2017-2018, nhưng là môn thực hành viết phần 2-3. Dạ. Khi bước 1 mình phát họa cái vật thể, nó gọn là vẽ hình. Đây chính là 18 nè. Tương đối. Trừ 3, 3, 3, trừ 3. Đây chính là cái khối khối rắn, hay nói cách khác là cái vật thể mình cần tìm thể tích. Tuy nhiên các anh chị hỏi, ủa sao vẽ được cái hình đó vậy? À, thì chú ý là cho Z bằng 18 trừ 2X bình, trừ 2Y bình mà bằng 0. Thì các anh chị dễ thấy là tương đương với x bình phương cộng với y bình phương bằng 9. Thì cái đường này là đường giao tuyến. Đường giao tuyến của mặt, người ta gọi là mặt paraboloid. Với là mặt cong đã cho đó, được gọi là mặt paraboloid. Với mặt phẳng OXY, mặt OXY thì cả lớp lưu ý là phương trình là Z bằng 0 ha. Như vậy thì Z ở đây là 18 trừ 2x bình trừ 2y bình.
Và như vậy nếu mà đem cái vật thể omega này mà chiếu vuông góc xuống Oxy thì các anh chị thấy là được cái miền D, miền chấm chấm chính là hình tròn tâm góc tọa độ bán kính bằng 3. Bước thứ hai, mình nói vật thể nằm dưới mặt Z bằng 18 trừ 2 x bình trừ 2 y bình yếu ra hết mặt ra chậm thêm chút. Và nằm trên miền D. Miền D này thì chú ý rằng là tập hợp tất cả các điểm từ độ x đi sao cho x bình phương cộng y bình bán bằng 3, bán bằng 9 chứ, r bình là 9. Vậy V omega vật thể này mà gọi tên là omega đi sẽ bằng tích phân kép đi miền D của phương trình mặt cong là 18 trừ 2 x bình trừ 2 y bình đi. Rồi mình nói chuyển sang hệ tọa độ cực chuyển sang hệ tọa độ cực thì các anh chị để ý rằng là x bằng r cos theta, y bằng r sin theta, nhưng cái biến thì như thế nào cũng được tùy ha. Cái góc miền D ở đây là hình tròn như vậy thì cả lớp thấy là theta đi từ 0 tới 2 pi, r đi từ 0 tới 3. Thể tích vật thể omega mà theta đi từ 0 đến 2 pi, r đi từ 0 đến 3, 18 trừ đi 2 trừ 2 x bình trừ 2 y bình, như vậy là trừ đi 2 thừa số cho x bình cộng y bình là thay bởi r bình, rồi nhân thêm thừa số là r dr d theta. Chú ý là thừa số r này là thừa số nhân thêm khi chuyển từ hệ tọa độ vuông góc sang hệ tọa độ. Và lưu ý thêm là xy như thế này thì suy ra là x bình phương cộng y bình phương bằng r bình phương, để ý cho đó. Như vậy là bằng tích phân từ
0 đến 2 bi. Tích phân từ 0 đến 3. 18R trừ đi 2R mũ 3. DR d theta. Tính luôn nha cả lớp. 0 đến 2 bi. Một nguyên hàm của 18R là 9R bình. Một nguyên hàm của 2R mũ 3 là R 2 nhân R mũ 4 chia 4. Có nghĩa là R mũ 4 chia 2. R đi từ 0 đến 3. D theta. Tích phân từ 0 đến 2B. Thay R bởi cạnh tranh thay R bằng 3. 3 bình phương là 9 nhân 9 là 81. Trừ đi 81 chia 2. Trừ đi thay R bằng 0 thì dễ thấy là 0. Như vậy là 81 chia 2 theta cận từ 0 đến 2 bi. Như 81 chia 2 nhân với 2 bi. Như vậy là bằng 81 bi. Đơn vị thể tích. Nhớ có đơn vị thể tích nha. Như vậy bên trên đó là cái câu ứng dụng tích phân kép để tính thể tích của vật thể. Nhưng cái trường hợp đơn giản là vật thể nằm phía trên nội y và nằm phía dưới mặt cong ha.
Đúng không? Thế xác sĩ chuyên viên gì cũng được. Mua 2 con nước cho con luôn. Thank you.
tìm thể tích vật thể. Giới hạn bởi các mặt. Bắt đầu bằng lưỡi. Z bằng 6 trừ x bình trừ y bình. Z bằng 2 x bình cộng 2 y bình. Đây là bài số mấy cái đó mà nó thoáng chứ tắt mà không mở rồi. Bài số 26. Trang 1015. Bước 1 là vẽ hình. Chúng ta để ý xem thử là hai cái mặt cong này nó cắt nhau theo cái giao tuyến như thế nào ha, cho hai cái vết nó bằng nhau. 6 trừ x bình trừ y bình bằng 2 x bình cộng 2 y bình. Như vậy chuyển qua là 3 lần x bình, 3 y bình bằng 6, như vậy x bình cộng y bình bằng 2. Sáu trừ x bình trừ y bình
x bình cộng y bình bằng 2 thì 6 trừ 2 là 4. Sáu. Méo lỡ thôi. Đem cái vật thể đã chiếu vuông góc xuống ô ích y từ cái miền đề. Bán kính là bằng căn 2. Mặt cong phía dưới này, cả lớp hình dung phương trình là z bằng 2x bình cộng 2y bình. Mặt cong phía trên dùng là 6 trừ x bình trừ y bình 6. Bước 2. Mình nói vật thể nằm dưới
z bằng 6 trừ x bình trừ 2 trừ y bình. Ta nằm trên mặt thể omega đi. Và nằm trên mặt z bằng 2 x bình cộng 2 y bình. Điều thứ nhất. Điều thứ nhì. Hình chiếu vuông góc của vật thể omega xuống mặt phẳng OXY làm miệng D như sau. Miệng D chính là tập hợp tất cả các điểm có tọa độ XY sao cho X bình cộng Y bình nhỏ bằng 2. Vậy thể tích vật thể omega bằng tích phân kép thì miệng D lấy cái mặt cong nằm ở trên là 6 trừ x bình trừ y bình trừ mặt cong nằm dưới là trừ 2 x bình trừ 2 y bình. Như vậy bằng tích phân kép thì miệng D của 6 trừ đi 3 lần x bình trừ 3 y bình. Lấy 3 thừa số chung đưa ra ngoài đi. Còn tích phân kép thì trên miệng D của 2 trừ đi x bình cộng y bình. Đi. Bây giờ mình nói chuyển sang hệ tọa độ cực đi. Chuyển sang hệ tọa độ cực. X bằng R cos theta. Y bằng R sin theta. Thì kéo theo x bình cộng y bình. Để ý là R bình phương. Ngày lát nữa x bình cộng y bình ở đây các anh chị hình dung là mình thay bởi R bình phương. Rồi. Và bây giờ cái miệng D trong hệ tọa độ cực. Miệng D là hình tròn tâm gấp tọa đầu bán kính bằng căn 2 thì rõ ràng theta chúng ta thấy đi từ 0 đến 2 pi. R rõ ràng đi từ 0 đến bán kính của đường tròn là căn bậc 2 của 2. Vậy V omega bằng 3 là số 3 viết lại. Theta đi từ 0 đến 2 pi. R đi từ 0 đến căn bậc 2 của 2. 2 trừ đi x bình cộng y bình các anh chị thay bởi R bình. Nhân thêm thừa số là R. Dr d theta. Để ý là thừa số R này là thừa số nhân thêm khi chuyển từ hệ tọa độ vuông góc sang hệ tọa độ cực. Đó ha. Rồi các anh chị thấy là rõ ràng tích phân này chúng ta có thể tách thành tích của hai tích phân xác định do cận đều là hằng số và hàm số dưới dấu tích phân được tách thành tích của các hàm theo các biến độc lập nè. À, như vậy có thể viết lại là 3 lần nhân với tích phân từ 0 đến 2 pi d theta nhân với tích phân từ 0 đến căn bậc 2 của 2 của 2r trừ đi r mũ 3 dr tách thành tích các tích phân xác định luôn cả đó. Về bằng 3 theta cận từ 0 đến 2 pi nhân với một nguyên hàm của 2r là r bình trừ đi r mũ 4 chia 4
R đi từ 0 đến căn 2. Như vậy 3 nhân với 2 pi. Thay R bởi căn trên là R bình là 2. R mũ 4 là R bình đem bình. 2 bình là 4, 4 chia 4 là 1. Vậy đáp số thế là 2 trừ 1 là 1 nhân với 6 pi là 6 pi. Nhớ là đơn vị thể tích. Thì chỗ này có nghĩa là đơn vị thể tích nha. Thì đó là một cái cách trình bày bài cho cái bài toán tính thể tích của cái vật thể nằm giữa hai cái mặt cong nằm giữa hai mặt cong. Thì cả lớp lưu ý là ở đây chúng ta lưu ý là khi mà x bình cộng y bình bằng 2 rồi thì suy ra z là bằng 6 trừ x bình trừ y bình. Thì các anh chị thấy là 6 trừ đi 2 bằng 4. Như vậy là cái đường giao tuyến của hai cái mặt cong nó nằm trên cái mặt phẳng z bằng 4. Tương đối khó đó nha. Tập cho nó kỹ lưỡng. Giờ thứ 3. Ứng dụng của tích phân đường. Đây chúng ta có vài cái chú ý. Nhất là độ dài của một cung L của AB, tích phân trên cung AB của một tích phân đường loại một. Thứ hai là khối lượng của cung. Thứ ba là công của lực F có hai thành phần PQ. Làm chắc điểm M di chuyển từ A đến B. Dọc theo cung AB. Được tính bởi tích phân trên cung AB của PXID cộng QXID.
đó là một vài cái chú ý về mặt lý thuyết anh chị ha. Tính khối lượng cung AB. Có phương trình là x bằng t bình y bằng 2t, t đi từ 0 đến 3. Biết khối lượng riêng, tại điểm M tọa độ xy thuộc cung AB. Biết khối lượng riêng của cung AB là Fxy bằng y. Thế thì
Data có khối lượng cung AB, tích phân trên cung AB của fxy dx nhỏ, tức là tích phân trên cung AB của y dx. Dạ, đây là tích phân đường loại 1 như thế này. Và bài toán đưa về việc tính cái tích phân đường loại 1 nè. Cung AB thì cho dạng tham số x bằng t bình, y bằng 2t. Suy ra x phẩy theo t rõ ràng là bằng 2t, y phẩy theo t là bằng 2. Và như vậy khối lượng cung AB bây giờ sẽ bằng tích phân xác định cận từ 0 đến 3, t đi từ 0 tới 3. Hàm số duy nhất tích phân là y thay bởi 2t nhân căn bậc 2 của x phẩy theo t đem bình phương cộng với y phẩy theo t đem bình dt dt. Tích phân từ 0 đến 3 có 2t nhân với căn bậc 2, 2t đem bình là 4t bình, rồi 2 đem bình là 4. Như vậy là bằng 4, số 2, 4 trong căn đưa ngoài 2 nhân 2 là 4, tích phân từ 0 đến 3. T như với căn bậc 2 của T bình cộng 1 TT. Đặt U bằng T bình phương cộng 1. Suy ra DU bằng 2T DT. Kéo theo T DT bằng DU chia 2. Rồi đổi cận. T đi từ 0 đến 3. Thì U đi từ 1 đến 10. T bình là 3 bình là 9, 1 là 10. Như vậy khối lượng cung AB giờ bằng 4 nhân với tích phân từ 1 đến 10 theo biến mới. Căn bậc 2 của T bình cộng 1 là căn bậc 2 của U. T để T mình thay với DU chia 2. Bốn chia hai là hai, một nguyên hàm của căn u, tức là u lũy thừa 1/2 đó, u lũy thừa 3/2 chia cho 3 chia 2, cần đi từ 1 tới 10. Bốn phần 3, 10 lũy thừa 3/2 tức là 10 căn 10 trừ đi 1. Đơn vị khối lượng thì lưu ý chỗ này là đơn vị khối lượng.
xét chất điểm M. Di chuyển dưới tác dụng của lực F. Chất điểm M di chuyển dưới tác dụng của lực F. Chất điểm M đi từ điểm đầu A tọa độ 1,1 này đến điểm cuối B tọa độ 2,3. Dọc theo đường cong gamma biết tại điểm M tọa độ xy thuộc gamma thì vectơ lực F y m x cộng sin y m x cộng x cos y câu a. Chứng minh rằng F là trường thế câu B. Tìm hàm thế của trường vectơ F. C. Tính công của lực F câu A. Chúng ta để ý là với cái thành phần quy lực F như vậy thì thành phần P là y m x cộng sin y q là m x cộng với x cos y. Thế thì đạo hàm riêng của P thay biến y y m x cộng với sin y lấy đạo hàm riêng theo y
Thì các anh chị thấy là y đạo hàm là 1 nhân với e mũ x là e mũ x. Sin đạo hàm là cos. Đạo hàm riêng của quy thay biến x. E mũ x cộng với x cos y. Thay đạo hàm tiền theo x. E mũ x đạo hàm thay biến x là chính nó. X đạo hàm là 1 nhân với cos y là cos y. Vậy đạo riêng của quy theo x bằng đạo riêng của p theo y. Cho nên suy ra f là trường thế. Còn được gọi là trường bảo toàn. Thì vì quy phẩy theo x bằng p phẩy theo y nên tồn tại. Hàm u theo hai biến x y còn được gọi là hàm thế đó. Sao cho quy phân toàn phần của hàm u là bằng px y dx cộng với quy x y dy, và đồng thời là theo định nghĩa thì là đạm riêng của u theo biến x dy cộng với đạm riêng của u theo biến y dy. Vậy các chị có đạm riêng của u theo biến x là bằng p, vậy là bằng y e mũ x cộng với sin y. Đạm riêng của u theo biến y là bằng q, tức là bằng e mũ x cộng với x cos y. Từ u phẩy theo x bằng y em x cộng với sin y, thì các anh chị thấy rằng là kéo theo hàm u sẽ bằng tích phân bất định của y em x cộng sin y theo biến x. Như vậy là bằng y nhân với em x, tích phân em x là chính nó. Y xem như là hằng số cho nên sin y là hằng số. Và tích phân của hằng số là bằng hằng số nhân với x cộng với hằng số c có thể có chứa y. Đạm riêng của u theo biến y, y nhân với e mũ x đạo hàm theo biến y là e mũ x. Sin y đạo hàm là cos y. C y đạo hàm là c phẩy y. Mình cho bằng cái ràng buộc thứ nhì là bằng q bằng e mũ x cộng với x cos y. Từ đây kéo theo c phẩy theo biến y bằng 0, và như vậy kéo theo c theo biến y là hằng c nào đó. Vậy u y nhân e mũ x cộng x sin y cộng với c, c là số thực tùy y, là hàm thế. Đây chính là hàm thế cần tìm. À, c
vì đàm riêng của P theo biến Y bằng đàm riêng của Q theo biến X. Nên tiếp phần đường loại 2 à, tự nhiên mình nói cái này nó kỳ quá, bỏ đi. Nếu ta có công của lực F làm chắc điểm M di chuyển từ A đến B bằng tích phân trên cung AB của PX Y DX cộng với QX Y DY. Bây giờ mình mới nói vì P phải theo Y bằng Q phải theo X nên tích phân 1 này là 1 không phụ thuộc vào đường lấy tích phân. Vào gamma là đường lấy tích phân cũng là đường di chuyển của chắc điểm. Rồi ta có U bằng Y M X cộng X sin Y cộng C là hàm thế nên công của lực F làm chắc điểm M di chuyển trên cung AB sẽ bằng U tại điểm B trừ U tại điểm A và bằng U tại 2,3 trừ đi U tại 1,1. U tại 2,3 3 nhân với A mũ 2 cộng với 2 nhân với sin của 3 cộng C trừ đi 1 nhân với A mũ 1 cộng với 1 nhân với sin của 1 cộng C. Vậy là bằng 3 A bình cộng với 2 nhân với sin của 3 radian trừ đi E trừ đi sin của 1 radian. Biết rõ là đơn vị công. Vấn đề thứ tư ứng dụng của phương trình vi phân
thì tôi mở hoạt đơn. Cái phần này thì tôi đã ghi hình có 25 bài, chia thành 4 cái video. Thì cái phần này tôi đã làm rồi, các anh chị tự xem thêm. Nội dung tôi ghi hình để ôn thêm cái phần để các anh chị hỗ trợ các anh chị ôn phần thực hành môn thực hành vi tích phân một vi tích phân 2B học kỳ 2 năm 2021-2022 tới đây là xong. Thì hy vọng là hỗ trợ được các anh chị phần nào trong cái việc ôn thi cuối kỳ. Chúc các anh chị thi tốt.